tuổi mới lớn là khoảng thời gian khám phá, nhưng những hành động trong giai đoạn này của cuộc đời có thể để lại hậu quả lâu dài. Một trong số đó có thể là lo lắng và nghiện rượu sau khi uống rượu say ở tuổi vị thành niên. Một hình thức tái lập trình biểu sinh, trong đó việc tiếp xúc với các yếu tố môi trường nhất định ở một số độ tuổi nhất định làm thay đổi gen của chúng ta. Những thay đổi di truyền trong não do sử dụng rượu nặng ở tuổi thiếu niên cuối cùng có thể được điều trị bằng chỉnh sửa gen. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Illinois Chicago đã công bố một nghiên cứu trên động vật trên tạp chí Science Advances giải thích cách chỉnh sửa gen điều trị chứng lo âu ở những con chuột tiếp xúc với lượng rượu nặng sớm trong cuộc đời. Trước khi nghiên cứu trên động vật, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra mối liên hệ giữa sự thay đổi hóa học trong não và việc uống rượu quá độ ở tuổi thanh thiếu niên tại vùng tăng cường của gen Arc, gen sớm điều hòa hoạt động của protein liên kết với tế bào. Họ phát hiện ra rằng uống rượu say làm giảm biểu hiện Arc ở hạch hạnh nhân, trung tâm cảm xúc của não, ở loài gặm nhấm và con người. Để đảo ngược những thay đổi lâu dài này đối với não do sử dụng rượu nặng ở tuổi thiếu niên, các nhà nghiên cứu đã chỉnh sửa gen Arc bằng công cụ chỉnh sửa gen CRISPR-Cas9. Điều này điều khiển quá trình acetin hóa và methyl hóa histone ở gen Arc để thay đổi sự biểu hiện và khả năng được kích hoạt của nó ở những con chuột tiếp xúc với rượu trong thời kỳ thanh thiếu niên. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng DCA9 để thúc đẩy quá trình acetin hóa, giúp bình thường hóa biểu hiện gen Arc để giảm các dấu hiệu lo lắng và tiêu thụ rượu kèm theo. Sự lo lắng ở chuột được quan sát bởi sự sẵn sàng khám phá của chúng trong các cuộc kiểm tra mê cung, và sở thích của chúng đối với rượu được đo bằng mức độ chúng uống khi được đưa ra lựa chọn uống đồ uống có nồng độ cồn khác nhau. Ở chuột trưởng thành không uống rượu sớm, chất ức chế DCA9 thúc đẩy quá trình methyl hóa, làm giảm biểu hiện Arc. Sự giảm biểu hiện Arc này có liên quan đến sự gia tăng các hành vi lo lắng và uống rượu. Các nhà nghiên cứu trong cuộc nghiên cứu nói rằng nghiên cứu này không chỉ cho thấy uống rượu quá sớm có thể gây ra những ảnh hưởng mãn tính đáng kể đến não bộ đang phát triển, mà chỉnh sửa gen có thể là quá trình khôi phục cài đặt gốc để điều chỉnh hóa chất não bị thay đổi này trong tương lai. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!